Chào các bạn quay lại với kênh YouTube của mình nha. Lại là một video khoe cá đẻ đây các bạn. Các bạn nhìn cái đàn cá con trên màn hình có thấy đã mắt không? Cái cặp Ivanakara Adokata nhà mình nó vừa mới đẻ tiếp nha các bạn. Các bạn đang nhìn thấy trên màn hình là cái đàn cá con của mình nó đang bơi theo con cá trống để nó kiếm ăn nha các bạn. Đặc biệt đây là cái con cá trống nha các bạn. Thông thường thì các bạn hay nhìn thấy cái hình ảnh cá mái nó dắt cá con đi kiếm ăn. Nhưng mà đây là đầu video mình cho các bạn xem hình ảnh cá con đi theo cá trống rồi kiếm ăn. Còn đây là cái con cá mái nè các bạn. Nó vừa mới bơi từ trong kia ra. Thì bây giờ cá con nó lại bơi theo con cá mái. Thì cái cặp Adokata này của nhà mình á, nó cực kỳ quấn nhau luôn nha các bạn. Nếu mà bạn nào có xem cái video về cá phượng hoàng đồng loạt đẻ cách đây 3 tuần của mình á, thì mình đã có giới thiệu cái cặp Adokata này của mình á, nó đã luân phiên nhau, nó đi dọn ổ rồi. Và sau đó thì nó đã đẻ vào cái chậu hoa ở phía xa xa mà các bạn đang nhìn thấy đó. Đó, cái hướng mà cái con cá mái nó đang bơi vô đó các bạn. Thì hôm nay cá con nó nở và tụi nó đã dắt cá con ra ngoài để đi kiếm ăn rồi. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái tập tính chăm con của Adokata nó cực kỳ thú vị luôn. Cho nên hôm nay mình quyết định là quay lại để chia sẻ với các bạn. Tại vì mình nhớ ra là mình chưa có quay cái video nào về cá phượng hoàng Adokata nó chăm con cả. Thì hôm nay trong video này mình sẽ quay cho các bạn xem Adokata nó chăm con cực kỳ giỏi luôn các bạn. Có thể những bạn theo dõi các video về cá phượng hoàng hoang dã của mình á, sẽ rất là quen thuộc với hình ảnh những cái con cá mái nó dắt cá con đi kiếm ăn. Nhưng mà riêng Adokata á, thì mình có nói trong cái một vài video lần trước á, là khi mà một cái cặp Adokata mà nó đã bắt cặp được với nhau rồi á, thì tụi nó cực kỳ thân thiết và cực kỳ quấn quýt lấy nhau luôn. Và điểm đặc biệt nhất là khi mà cá con nở thì cả cá trống và cá mái nó vẫn luân phiên nó đi theo để bảo vệ cá con nha các bạn. Các bạn có thể thấy trên màn hình các bạn á, khi mà cái con cá mái nó bơi đi kiếm ăn á, thì ngay lập tức cái con cá trống nó sẽ bơi lại để nó thế chỗ và nó sẽ trông cái đàn con này. Và khi con cá mái quay về á, thì lại luân phiên là cái con cá trống nó lại bơi đi chỗ khác để nó kiếm ăn. Và cái việc đó cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy và không có lúc nào mà cái đàn cá con không được bảo vệ hết nha các bạn. Cho nên là khi mà bạn đã chọn được một cái cặp mà Adokata ưng ý rồi á, thì cái việc mà khi tụi nó sinh sản rồi, có cá con rồi á, thì các bạn chăm cá con cực kỳ khỏe luôn. Lý do là tại vì cả cá bố cá mẹ nó đều chăm cá con rất là giỏi và bạn chẳng cần phải làm gì hết. Như mình á, thì các bạn có thể nhìn thấy là mình vừa mới cho đàn cá con này nó ăn Artemia các bạn. Nếu các bạn để ý kỹ thì vẫn thấy có một vài cái con Artemia nó còn đang bơi lơ lửng á, và thỉnh thoảng cái con cá bố nó cũng đớp nó ăn á các bạn. Thì ở đây mình chỉ có một cái công việc dễ dàng là hàng ngày cho tụi nó ăn Artemia thôi. Còn lại việc chăm cá con rồi gì mình chẳng cần phải lo gì hết. Cả bố cá mẹ nó đã thầu hết rồi nha các bạn. Tiện đây mình cũng tâm sự một chút về Adokata. Lần đầu tiên mình biết về cái dòng cá phượng hoàng hoang dã cực kỳ đẹp và cực kỳ ngầu này á, là thông qua blog của một ông bạn người Nhật. Thì cái ông bạn đấy cũng chuyên nuôi các cái dòng cá gọi là xích đích lùn á, những cái dòng cá giống như mình đang nuôi á các bạn. Thì mình vô blog của ông mình đọc và mình thấy là ồ, có một cái dòng cá cực kỳ đẹp như vậy mà mình hồi đó thì mình chưa bao giờ nhìn thấy nó ở ngoài hết các bạn. Tức là cái dòng cá này nó hiếm á. Khi mà mình vào các cái shop thủy sinh của Nhật á thì mình cũng chưa có thấy bao giờ cả. Thì sau đó mình mới tìm hiểu này nọ, mình search internet này nọ thì mình mới biết là nó tên đầy đủ của nó là Ivanakara Adokata. Và mình thời đó hồi đó mình ấn tượng nhất với nó là cái khuôn mặt của con trống. Các bạn có thể nhìn thấy là cái khuôn mặt của con trống dòng Adokata này nó cực kỳ ngầu luôn. Mình đã có nói trong nhiều video mình nói về Adokata trước rồi á. Thì việc để mà sở hữu được Ivanakara Adokata ở bên Nhật này cũng khá là khó khăn các bạn. Tại vì những cái shop cá thông thường thì nó không có bán cái dòng cá này đâu. Hoặc là bạn quen biết thì bạn đặt thì người ta mới nhập từ bên Nam Mỹ về cho bạn. Hoặc là bạn tìm được những cái shop chuyên về các cái dòng xích lít lùn như vậy thì may ra mới có Adokata để cho bạn mua. Nhưng mà việc tìm được một cái cặp Adokata đẹp ưng ý đã khó rồi. Cái việc ép cho tụi nó đẻ, các bạn nuôi để cho tụi nó đẻ có cá con á, thì còn khó hơn nữa nha các bạn.
cái dòng cá Phượng Hoàng Hoang Dã đầu tiên mà làm mình yêu thích á là Chafasiator, Abistogramma Chafasiator. Nhưng mà cái dòng cá Phượng Hoàng Hoang Dã mà làm cho mình khó khăn nhất trong cái việc cho sinh sản tụi nó chính là cái con Adoketa này các bạn. Thì nó khó khăn như thế nào và mình đã giải quyết như thế nào thì bạn nào quan tâm có thể tìm các cái video về Adoketa trên kênh YouTube của mình. Mình đã làm một số video về Ivanakara Adoketa rồi á, bạn nào quan tâm thì có thể tự tìm mà xem nha. Mình không có nhắc lại trong cái video này nữa. Nhưng mà nếu mà bạn nuôi một cặp Adoketa á, thì cảm giác khi mà lần đầu tiên bạn thu được cả con từ cái cặp cá đó cực kỳ phê luôn các bạn. Mình là lúc đó nói chung cảm giác của mình là cực kỳ đã luôn. Lần đầu tiên mà mình cảm thấy đã như vậy khi mà ép đẻ thành công một cặp cá các bạn. Tại vì mình quá thích Adoketa đi và cái cặp cá này nó quá đẹp đi. Đó các bạn nhìn thấy mặt của con trống nè. Ngầu không? Mình vừa zoom lại gần cho các bạn coi á. Một khuôn mặt cực kỳ hầm hố và ngầu các bạn. Và đặc biệt nếu mà bạn nuôi Adoketa lâu á, khi mà nó đã quen bạn rồi á thì nó quấn chủ y như chó con vậy á. Mình nói đúng nghĩa là cái con giống con chó con luôn á các bạn. Khi mà bạn đi làm về hoặc bạn đi đâu về chỉ cần bạn lại gần á thì nó sẽ kiểu vần liên tục trước mặt bạn để đòi ăn liền à. Nhìn thân thiện lắm. Các bạn có thể thấy là mình đang đặt camera trước mặt tụi nó và cái đàn cá con của tụi nó để mà quay á. Nhưng mà cả con cá trống lẫn cái con cá mái nhà mình nó đều không có hoảng sợ gì hết nha các bạn. Nó vẫn bơi qua bơi lại bình thường và nói chung mọi thứ vẫn rất là bình thường. Không có cái gì là nó hoảng sợ trước mình cả. Tại vì nuôi lâu á và nó quen, cực kỳ quen cái bể này rồi á các bạn. Tiện đây thì không biết nãy giờ có bạn nào xem cái video này thắc mắc là mình thả mấy cái lá gì ở trong cái bể thủy sinh nuôi Adoketa này không? Thì dành cho bạn nào chưa biết thì mấy cái lá mình thả ở đây là lá ổi khô các bạn. Lá ổi khô nó cực kỳ hợp với những cái bể thủy sinh mà nuôi các cái dòng Phượng Hoàng Hoang Dã, Abistogramma rồi Adoketa rồi này luôn. Lá ổi thì ngoài cái tác dụng trang trí cho cái bể cá của bạn nó thêm sinh động là chỗ ẩn nấp này nọ cho cá con thì nó còn nhiều tác dụng cực kỳ bất ngờ mà bạn không ngờ tới luôn. Theo những cái tài liệu mà mình tìm hiểu được á thì thứ nhất là lá ổi nó có tác dụng là thúc đẩy quá trình tăng trưởng của con cá các bạn nuôi. Thứ hai á là lá ổi nó còn một tác dụng tuyệt vời nữa là nó giảm độc tính của các cái hợp chất hóa học và các cái kim loại nặng đối với con cá. Ngoài ra trong lá ổi nó còn có nhiều chất kháng khuẩn và chất chống oxy hóa cho nên là nó còn có tác dụng là tăng cái sức đề kháng và hệ miễn dịch cho cái con cá của bạn. Bên cạnh đó một điểm cuối cùng mà mình thích lá ổi hơn lá bàng đó là lá ổi nó mục rửa ra rất là chậm. Cho nên là bạn thả vào các cái bể như thế này á, cực kỳ hợp luôn. Và nó làm chỗ trú ẩn cho cả con rồi cá lớn đâu này nọ nó cũng thích nữa các bạn. Còn bạn thả lá bàng á, lá bàng nó cũng cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà bạn thả lá bàng vào mình ghét một cái ở lá bàng đó là nó nhanh mục rửa lắm các bạn. Và khi nó mục rửa ra thì nó nhìn nó khá là bẩn đối với cái bể của các bạn. Thì đó là những cái tác dụng tuyệt vời trong việc cho lá ổi vào cái bể Adoketa nói riêng và bể nuôi cá Phượng Hoàng Hoang Dã nói chung. Tiện đây thì mình cũng chia sẻ luôn cho các bạn, bạn nào quan tâm thì có thể thử nghiệm giống như mình. Mình ở Nhật thì kiếm lá ổi cực kỳ khó luôn các bạn. Thực sự thì để mà nói thì Việt Nam mình là thiên đường dành cho các bạn nuôi các loài cá cảnh luôn á. Lý do là ở Việt Nam mình để mà kiếm các loại lá mà mình hay gọi là thần dược trong bể cá cảnh thì cực kỳ dễ luôn. Ví dụ như lá bàng này, lá ổi nè. Lá bàng bạn chỉ cần đi mấy bước ra các cái sân trường hoặc là vỉa hè ở Việt Nam mình thì đầy luôn. Bạn tha hồ lượm lá bàng khô luôn. Còn ở bên này là như mình nuôi là mình phải đặt mua ở trên mạng đó các bạn. Đặt mua ở trên mạng và thường người Nhật họ sẽ ship về cho mình. Ở bên Nhật này thì có một cái tỉnh là tỉnh Okinawa, là cái chỗ mà hôm trước mình vừa đi du lịch mình quay video chia sẻ với các bạn á, thì chỉ có cái tỉnh đấy là nó có cái cây bàng thôi. Và dân ở tỉnh đấy họ hay gom lá bàng rồi họ đăng lên mạng bán dành cho những người nuôi cá cảnh giống như mình mua về để cho vào bể cá.
Còn những cái tỉnh khác của Nhật thì hoàn toàn không có cây bàng nha các bạn. Cho nên là cái việc mà để mà kiếm lá bàng á, cực kỳ khó luôn. Còn lá ổi này cũng tương tự luôn. Ở Nhật nó không có cây ổi các bạn, tại vì xứ này là xứ ôn đới. Vì vậy mà những cái lá ổi mà các bạn đang nhìn thấy mình cho vào trong cái bể Adokata này nè, là hàng xách tay từ Việt Nam sang đó các bạn. Vừa có cái đợt bạn mình từ Việt, bạn mình nó về Việt Nam chơi, cho nên mình nhờ nó là nhà có cây ổi á, cho nên gom những cái lá ổi khô này nè, mang qua cho mình một cái túi cực kỳ lớn luôn. Và sau đó thì mình đem rửa sạch rồi cho vào các cái bể nuôi cá phượng hoàng hoang dã của mình, cực kỳ hợp luôn. Và hầu như cho vào bể nào thì cá nhìn nó cũng cực kỳ khỏe, và có vẻ là nó thích thú với lá ổi các bạn. Thì đó là tất tần tật những gì mình muốn chia sẻ về lá ổi, một trong những cái thần dược dành cho các cái bể cá cảnh, và đặc biệt là cực kỳ hợp cho các cái bể nuôi cá phượng hoàng hoang dã của các bạn luôn. Còn bây giờ quay lại với cái cặp Adokata nhà mình. Cái video này là để khoe về cái kỹ năng nuôi con cực kỳ siêu việt của tụi nó. Nhưng mà mình bị lan man về việc chia sẻ về cái công dụng của lá ổi rồi các bạn. Thì nãy giờ các bạn có để ý là nhưng mà mình nói lúc nãy á, thì cái cặp cá trống và cá mái nhà mình á, nó đang chăm con cực kỳ giỏi luôn. Bạn nhìn thấy đó, cái con cá mái khi mà nó bơi đi chỗ khác để nó kiếm ăn á, thì ngay lập tức cái con cá trống nó sẽ tới nó chăm cả con liền. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rồi khi cái con cá mái về thì cái con cá trống nó lại bơi đi kiếm ăn. Và ngoài việc chăm con giỏi thì nó cũng bảo vệ con cực kỳ ghê luôn nha các bạn. Nếu mà bạn có ý định nuôi sinh sản Adokata á, thì mình khuyên các bạn là nếu mà cái bể có một cặp mà Adokata nó chịu bắt cặp với nhau rồi á, thì bạn chỉ nên nuôi một cái cặp Adokata đó thôi. Còn nếu mà bạn muốn nuôi thêm các loài cá khác á, thì bạn nên chuẩn bị một cái bể thật là rộng nha các bạn, để mà mấy con cá khác nó trốn. Tại vì khi mà cái cặp Adokata nhà bạn á, mà nó đã tới cái thời kỳ sinh sản á, thì thôi, tụi nó là chùm của cái bể này luôn, và nó cực kỳ dữ luôn nha các bạn. Để mà bảo vệ con của nó thì nó đấm những cái con cá khác không trượt phát nào luôn. Giờ mà bạn thả thử một cái con cá nào đấy vào trong này á, thì cả cá trống lẫn cá mái luôn nha các bạn. Cả cá trống và cá mái nó sẽ hùa lại và nó đập cái con cá kia không trượt phát nào luôn các bạn. Nó giữ như vậy cũng là tại vì cái tập tính lãnh thổ cao và cái tập tính chăm con cực kỳ giỏi của nó các bạn. Nó bảo vệ cái đàn con của nó. Nhưng mà được một cái rất là tuyệt vời đối với Adokata mình cực kỳ thích, đó là trống và mái nó rất là hòa hợp với nhau, và cả hai đứa nó đều chăm cả con. Nên mình nhìn mình thấy đã lắm các bạn. Nhìn một cái cặp cá mà nó quấn quýt nhau rồi thêm cái đàn con nữa thì nói chung là cái hình ảnh đẹp không gì bằng luôn. Thì trộm vía, cái đàn cá con nhà mình hiện nay nó vẫn đang sinh trưởng rất là khỏe mạnh. Và các bạn có thể nhìn thấy là mình vừa cho nó có ăn Artemia nên bụng con nào con ấy óc nóc đó các bạn. Nó bơi cũng lặt lè luôn các bạn. Thì cá nhân mình thấy Adokata nó lớn rất là nhanh so với Abistogramma, thì cá con Adokata nó lớn nhanh hơn nhiều các bạn. Và nếu mà rảnh á, thì mình sẽ chăm chỉ cập nhật tình hình cái đàn cá con Adokata này cho các bạn xem. Đợi nó lớn lớn hơn chút, nó nhìn ra là cái con Adokata con á, mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem. Mấy lần trước thì nó cũng đẻ mấy lần và cũng có mấy đàn, nhưng mà mấy lần đó thì công việc nó cũng bận các bạn, mình cũng lười nữa, cho nên là mình không có quay video. Có lần này á, thì cái bể vừa thả lá ổi nhìn đẹp đẹp nên có hứng nên quay lại khoe với các bạn. Thôi, cái video bây giờ đến đây nó cũng dài quá rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video clip khác trên kênh YouTube của mình. Đừng quên bấm like và subscribe kênh để mình có thêm nhiều động lực nha các bạn. Cảm ơn các bạn lần nữa.